Chào các em, thầy xin tiếp tục hướng dẫn cho các em bài tập thứ tư của tuần thứ hai. Đó là bài chuyển động quay, bài toán ngược xác định kích thước 2.2.5. Đó thì nội dung của đề bài thì trong Facebook này các em mở ra đọc. Và cái số đề thì các em kéo xuống dưới để xem là nó hiện tại là tối đa là bao nhiêu đề. Rồi, bài 2.2.5 chuyển động quay bài toán xuôi. Ở xin lỗi, bài toán ngược xác định kích thước em. Bài toán ngược xác định kích thước. Quên chưa sửa. Ngược xác định kích thước. Rồi. Ngược xác định kích thước. Vậy thì là trục quay của các chuyển động ma sát các em ạ, tức là đây chúng ta có các cái trục quay và nó được chuyển động bởi các cái bởi cái chuyển động ma sát được sắp đặt thành một hàng ngang thẳng như hình vẽ. Như vậy ta có là năm cái trục, năm cái trục của chúng ta được sắp đặt hàng ngang như hình thẳng hàng như thế này. Cho biết các kích thước của các bánh đai từ 2 đến 4. Có nghĩa là có thể là chúng ta sẽ biết được cái chúng ta đã biết được kích thước của các cái bánh đai 2, 3 và 4. Đấy thì trong đó thì bánh 2 R2, bánh 3 là R3, bánh 4 thì ta có là R nhỏ, tức là cái trục cái bánh bánh nhỏ và R lớn là bánh lớn, nó cùng là một khối. Đó. Để trong đơn vị đây là cm, tất cả những cái bán kính này là cm. Và khoảng cách giữa trục của hai bánh biên, tức là giữa bánh 1 và bánh 5 là 78 cm. Vận tốc gốc của bánh dẫn động và bánh bị dẫn 5, có nghĩa là bánh dẫn là bánh số 1 thì vận tốc gốc của nó ta đã biết, và vận tốc gốc của bánh số 5 đầu ra của chúng ta đây bị dẫn đây là chúng ta cũng biết. Vậy thì để yêu cầu là hãy xác định vận tốc gốc của các cái bánh đai còn lại là bánh 2, bánh 4, đồng thời kích thước của các cái bánh đai 1 và 5. Đấy, yêu cầu người ta xác định được. Rồi, đó là đề bài. Thì sau đây thì xin hướng dẫn cho các em. Đề chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại. Rồi trước hết thì chúng ta cần phải hiểu. Như vậy thì chúng ta có cái gì và đề bài nó hỏi cái gì. Các em chú ý là chúng ta có 5 cái bánh răng, 5 cái bánh đai các em. 5 cái bánh đai, trong đó thì kích thước của 3 cái thì đã biết. Kích thước của 2 cái biên, cái đầu và cái cuối thì chưa biết. Tiếp theo và ngược lại thì nhưng mà ngược lại thì vận tốc gốc của 2 bánh biên thì đã biết, còn vận tốc gốc của 3 bánh ở giữa thì chưa biết. Như vậy thì chúng ta xem là chúng ta đi tìm cái gì nào. Đây chúng ta phải đi tìm R1. Chúng ta phải đi tìm R5. Và omega 2, omega 3 và omega 4 này các em. Đó. Vậy thì chúng ta có 5 5 ẩn. Các em thấy là trong một cái bài toán bất kỳ thì các em cũng phải hình thành một cái thói quen, một cái kỹ năng. Đó là xác định xem là số ẩn. 5 ẩn. Và chúng ta phải tìm xem là chúng ta có những cái phương trình gì, đúng không? Vậy thì xin nhắc lại cho chúng ta một cái điều. Đó là giữa bánh 1 và bánh 2 thì chúng ta luôn luôn có một cái tỷ lệ. Đó là omega 1. Ở đây bài này chúng ta không nói đến cái chiều quay. Chúng ta không quan tâm đến chiều quay. Cho nên là đáng ra thì đây nó có cái dấu trừ, bởi vì các cái thể loại này là ma sát ngoài thì nó quay như vậy là nó quay ngược chiều nhau. Thì đáng ra nó sẽ có dấu trừ, nhưng mà chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái độ lớn, chúng ta không quan tâm đến dấu. Sau đó thì chúng ta biết rằng là omega 1 nhân cho là R1 các em. R1
thì nó sẽ bằng là omega 2 nhân cho R2. Và đồng thời em hiểu rằng là cái bánh 2 thì liên kết với bánh 3. Đó, do đó thì nó sẽ chính là bằng là omega R2 thì là bằng là omega 3 R3. À, omega 3 R3 các em chú ý ở đây nó lại cho là cái dấu viết hoa cho nên em cứ để viết hoa. Thực ra thì viết hoa viết nhỏ thì cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều là đối với lại cái bánh nào mà chúng ta bánh có nhiều bậc á, đây, bánh là bánh có hai bậc thì nhớ là bậc nhỏ thì là chữ R viết nhỏ. Còn bánh to thì chữ R là viết hoa. Thế thôi. Như vậy thì bánh 3 lại liên kết bánh nhỏ của bánh số 4. Do đó thì omega 3 R3 thì lại bằng là omega 4 nhân cho R nhỏ 4 này các em. Rồi đến đây chúng ta có viết tiếp bánh 5 được không? Không. Đến đây là ta phải dừng lại này các em. Đến đây thì cái chuỗi này ta phải dừng lại bởi vì lúc này thì bánh 4 lên cái bánh 5 không phải là ở cái bán kính R4 nhỏ để chúng ta có thể viết tiếp được. Mặc dù bánh số 4 này có chung một cái omega 4, được chưa nào? Bánh số 4 này thì bánh nhỏ và bánh này là một khối cho nên là chúng ta phải viết đến cái phương trình thứ hai. Đó là omega 4 nhưng mà lúc này là nhân cho R4 lớn bởi vì cái bánh to với bán kính R4 lớn thì nó mới liên kết với bánh 5. Ở đó thì chúng ta mới có là omega 5 R5 viết thường thôi. Đó, như vậy là chúng ta có cái phương trình này. Như vậy thì em để ý xem là có mấy phương trình rồi. 1 2 3, ở đâu có một, ở đâu có dấu bằng, tức là đó là một phương trình. Là 1 2 3 4, chúng ta còn thiếu một phương trình nữa các em ạ. Như vậy thì một phương trình nữa thì đó là một cái dữ kiện cuối cùng mà chúng ta cần phải dùng đến, đó là kích thước biên, kích thước của hai cái tâm, hai cái trục của hai bánh đầu và cuối này bằng 78. Vậy thì các em để ý là cái này thì rất là dễ. Đó là chúng ta để ý xem chuỗi này. Đây thì thầy gióng xuống như này thì các em cũng nhìn ra được ngay đúng không? Đó, đây em nhìn này. Đây. Vậy thì đây chúng ta hiểu là cái gì rồi chứ? Đấy là R1 nhỏ, thấy chưa? Ở đây thì chúng ta đi thẳng ở đây luôn. Thấy chưa? Đây là mấy R? Hai lần nữa R2. Đúng không? Rồi, đi thẳng ở đây luôn. Thẳng ở đây luôn. Hai lần R3 nhưng mà R3 này nó viết hoa, R3. Rồi đến đây thì chúng ta không ấy được này các em. Đến đây thì chúng ta không có để hai cái này ở đây được. Ở đây thì chúng ta chỉ đến cái tâm thôi các em. Đến đây là ta lấy cái tâm thôi, R4 nhỏ. Chỉ có điều đây từ tâm này đến tâm này này, thấy không? Đấy, thì chúng ta là R4 lớn. Và cuối cùng ở đây thì nó là R5 nhỏ. Như vậy thì tổng của tất cả những cái đống này thì bằng 78 các em. Như vậy thì các em thấy là R1. Thì bây giờ đây cái này cộng 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 cái này thì rõ ràng là ta đưa là về cộng R5. Còn tất cả những cái này ta lấy 78 này, ta trừ đi luôn, ta chuyển về luôn. Đây trừ đi 2R2. Hai lần R2 thì xế số vào luôn. 10. Trừ đi tiếp 2 lần R3. Trừ đi 2 lần 10. Trừ đi tiếp R4 là trừ đi nhỏ R nhỏ 4 là trừ đi 7. Trừ đi R lớn 4 là trừ đi 11. Thì em lấy 78 trừ đi 40 trừ đi 18 thì em sẽ có được là 20 các em. Như vậy thì em sẽ có thêm một phương trình nữa đó là R1 cộng cho R5 thì bằng là 20. Đây là phương trình số 1 các em. Như vậy thì chúng ta hiểu một điều rằng là chúng ta nên tìm cái ẩn R1 và R5 để chúng ta có là hai cái phương trình, và để có hai cái ẩn để có R1 và R5 thì ta sẽ tìm nốt ba ẩn còn lại, như thế thì nó tốt hơn. Vậy làm sao để ta tìm được? Chúng ta xuất phát từ phương trình này này các em này. Từ đây em sẽ có được là omega 4 thì em sẽ thấy là bằng R5 nhỏ chia cho R4 lớn nhân cho là omega 5. Rồi tiếp tục này. Từ cái phương trình này thì em sẽ có được là omega 3 thì sẽ bằng là R4 nhỏ trên R3 lớn. Nhân cho là omega 4. Nhưng mà omega 4 của em thì lại bằng cái ở trên này cho nên là em ghi vào đây luôn. R5
chia cho R4 lớn nhân cho omega 5. Được chưa? Sau đó thì tiếp tục là em đi tìm omega 2. Omega 2 của em thì sẽ bằng là R lớn 3 chia cho R 2 nhỏ. Nhân cho là omega 3, nhưng omega 3 của em ở đây thì là R4 nhỏ. Chia cho R3 lớn. Nhân cho R5 nhỏ. Chia cho R4 lớn. Nhân cho omega 5. Và cuối cùng đó là omega 1 của em thì bằng là R2 nhỏ chia R1 nhỏ, nhân cho là omega 2, nhưng omega 2 thì bằng cả cái cụm này. Sau đó thì em sẽ có là R3 lớn chia cho R2 nhỏ, nhân cho là R4 nhỏ chia cho R3 lớn, nhân cho R5 nhỏ chia cho R4 lớn và nhân cho omega 5. Vậy thì đến đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có cái chuỗi và chúng ta sẽ giản lược. R2 nhỏ với R2 nhỏ đây hết. R3 lớn với R3 lớn đây hết. Rất tiếc là R1, R4 nhỏ, R4 lớn, R5 thì ta không có giản lược được. Như vậy thì ta chia cả hai vế cho là omega 5, ta sẽ có là tỷ lệ là omega 1 trên omega 5. Thì sẽ bằng là R4 nhỏ chia cho R4 lớn nhân cho R5 nhỏ chia cho R1 nhỏ. Và đến đây thì ta có được là R5 nhỏ chia R1 nhỏ thì ta sẽ là bằng là omega 1 chia cho omega 5 nhân cho là, ở đây là R lớn, ở lưới thôi, nhân cho là R4 lớn chia cho R4 nhỏ. Ở đây thì em có được là omega 1 nhỏ là 63 chia cho 121, R4 lớn là 11 chia cho R4 nhỏ là 7. Vậy thì cuối cùng ta có tỷ lệ ở đây là R5 chia cho R1 bằng 9/11. Hay cái khác là 9 lần R1 thì lại bằng là 11 lần R5. Đó thì đến đây thì em sẽ có được là phương trình số 2. Giải phương trình 1 và 2. Thì rõ ràng em thấy là gì? Rõ ràng thì rõ ràng là đây là R1 sẽ bằng là 11 luôn. Và R5 thì bằng 9 luôn. Bởi vì tổng hai thằng này là 20, trong khi 11 x 9 x 11 thì bằng là 11 x 9 là quá chuẩn rồi. Đấy, như vậy là R1 bằng 11 và R5 thì bằng 9 các em. Và khi có được cái này rồi ta dễ dàng tìm được omega 2 này các em. Đây ta thấy mà lại omega 2 thôi. Vậy thì omega 2 của em thì nó sẽ bằng là R1 nhỏ chia cho R2 nhỏ nhân cho là omega 1. R1 nhỏ ta vừa tìm được là 11. R2 nhỏ để cho là 10. Nhân cho omega 1 thì để cho là 63. Vậy thì em sẽ có được là 1,1 nhân 6,63 đúng không? 1,1 nhân cho 63 là 69,3. Đơn vị sẽ là radian trên giây. Đấy. Rồi đến đây ta tìm nốt những cái gì mà ta cần còn chưa tìm được. Rồi như vậy thì ta còn tìm là omega 3. Omega 3 thì
lại bằng là r nhỏ 2 chia cho r lớn 3 nhân cho là omega 2 mà ta vừa tìm được. R nhỏ 2 thì 10, r lớn 3 10 nhân cho omega 2 là 69,3. Vậy nó bằng là 69,3 luôn. Radian trên giây. Rồi omega 4. Omega 4 thì hoặc là em dùng cái omega 3 hoặc dùng omega 5 đều được. À, dùng omega 5 đi, omega 4 thì em sẽ có được là r nhỏ 5 trên r 4 nhỏ 5 chia cho r lớn 4 nhân cho omega 5. R nhỏ 5 ta vừa tìm được ở trên đó là 9. R lớn 4 để cho 11. Omega 5 thì để cho là 121. 121 chia 11 là 11, 11 nhân 9 là 99. Radian trên giây. Hết được em. Vậy là omega 2, omega 3, omega 4 ta tìm được luôn. Đó. Thế thì bí quyết cách làm bài này thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta có đến là 5 năm cái phương trình này sẽ giúp cho các em tìm được, có vậy thôi. Còn tất cả những cái kỹ thuật vừa rồi ở đây, từ đây đến đây chẳng qua là kỹ thuật giải hệ phương trình thôi. Nói đúng ra nó là như vậy. Đấy, chứ còn thì thực tế ra thì cách làm chúng ta là như vậy. Vậy thì đây là cái bài toán cuối cùng của cái phần chuyển động quay. Nó là tiền đề để sau này các em học những cái môn như là chi tiết máy nhá, chi tiết máy rất là hay quan trọng. Thì chúc các em làm bài tập này thành công.